xin chào mừng quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Sống khỏe với chủ đề nam giới và những nỗi lo về vô sinh, hiếm muộn, hậu COVID-19. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTC 14, đồng thời được phát sóng trực tiếp trên hạ tầng online YouTube, Facebook VTC 14, YouTube của VTC Now của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nghiên cứu trên thế giới công bố người nhiễm và hậu nhiễm COVID-19 gặp những vấn đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản và đặc biệt ở nam giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng Virus SARS-CoV-2 sau khi nhiễm vào cơ thể con người có thể sẽ khiến tinh trùng của nam giới giảm về chất lượng và số lượng. Vậy điều này ảnh hưởng đến khả năng tình dục cũng như việc có con của nam giới như thế nào? Bên cạnh đó, nếu nam giới chẳng may mắc hiếm muộn lại rơi vào trường hợp khó đồng thời chịu ảnh hưởng của hậu COVID-19 thì việc điều trị gặp phải những thách thức nào? Để giải đáp phần nào những thắc mắc đó, ngày hôm nay chúng tôi sẽ được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trường quay ngay lúc này hai chuyên gia đến từ Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội. À, xin được giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, chuyên khoa Nam Học, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội. Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tú là bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nam Khoa. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tú tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp sĩ quan quân y tại Học viện Quân y. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tú hoàn thành các chứng chỉ đào tạo tại trường y e Harvard thuộc Đại học Harvard của Mỹ, Trung tâm Giáo dục Y tế thuộc Đại học Stanford của Mỹ, Hiệp hội Sinh sản Hoa Kỳ, Hiệp hội Chuyên khoa Thế giới về Sức khỏe Chuyển giới. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tú là thành viên Hội Y học Sinh sản Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Anh Tú còn thường xuyên tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế về nam khoa, y học giới tính, LGBT và hỗ trợ sinh sản. À, xin được giới thiệu với khách mới tiếp theo thạc sĩ bác sĩ phạm minh ngọc chuyên khoa nam học bệnh viện nam học và hiếm hà nội ừ, xin chào quý vị khán giả thạc sĩ bác sĩ phạm minh ngọc tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường đại học y thái bình tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ nội trú tại đại học y hà nội Thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh Ngọc được đào tạo chuyên sâu về nam học, y học giới tính, là thành viên của nhiều hiệp hội quốc tế uy tín về nam khoa, y học giới tính, tình dục cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó, bác sĩ Phạm Minh Ngọc còn là tác giả, đồng tác giả của nhiều nghiên cứu về nam học, y học giới tính và tình dục. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn hai bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À, trước tiên thì à, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tú. À, hiện nay thì cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới công bố nam giới nhiễm và hậu nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục. Vậy thì à, thực hư vấn đề này như thế nào thưa bác sĩ? Theo như các nghiên cứu báo cáo khoa học ở trên thế giới thì đã công bố cái virus COVID này nó không chỉ tấn công vào một mình cái hệ hô hấp của chúng ta mà một khi nó đi vào lưu hành trong cơ thể thì nó có tấn công rất nhiều các cơ quan khác đó có thể nó là não nó có thể nó là tim nó là phổi và nhưng quan trọng nhất ở đây nó tấn công ngay cả vào cái hệ sinh sản của chúng ta chính vì thế thời gian vừa qua thì ngay tại bệnh viện của chúng tôi chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều ca đến khám như là các anh nam giới đến khám vì cái lý do đó là giảm ham muốn trước đây các anh ấy có thể ham muốn rất là tốt nhưng mà sau một đợt covid tự nhiên các anh ấy thấy không còn có một cái động lực để gần gũi vợ con khi đến với chúng tôi thì các anh ấy chia sẻ đó là vì lý do gì, bản thân bệnh nhân cũng không biết. Đối với kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi thấy đó là có một cái mối liên hệ giữa cái tình trạng bệnh nhân đến khám do cái sự suy giảm sinh lý sinh sản đó với một cái tiền sử mắc bệnh covid trước đấy. Đấy và cái đấy thì hoàn toàn đồng nhất với lại các cái báo cáo ở trên thế giới. Vậy thì khi mà virus SARS-CoV-2 tấn công vào bộ phận sinh dục của nam giới thì ngoài cái việc mà làm giảm ham muốn ở các anh thì nó còn để lại những hậu quả như thế nào và cái mức độ ảnh hưởng ra sao với khả năng làm cha của nam giới ạ? Chúng ta đã ghi nhận rất nhiều các triệu chứng hậu Covid nhưng mà trong đó có cái triệu chứng quan trọng là về vấn đề sinh lý và sinh sản thì ít có bác sĩ nào và ít có phòng khám nào để đề cập đến. Và không chỉ là ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý như bác sĩ Tú đã trình bày đâu Cái Covid này còn ảnh hưởng đến cả cái đường sinh sản của nam giới Người ta đã báo cáo là tìm thấy cả Covid trong tinh dịch và sau khi mắc Covid đã có những trường hợp nam giới bị viêm tinh hoàn thì có nhiều cái nghiên cứu nhưng mà tất cả các nghiên cứu đều có chung một cái đặc điểm đó là sau khi mắc Covid-19 ấy thì nam giới đều bị giảm về số lượng, giảm về mật độ, giảm về độ di động của tinh trùng và giảm về cả chất lượng tinh trùng. Thứ nhất là virus nó trượt tấn công trực tiếp vào tinh hoàn. Trong tinh hoàn ấy nó có một cái biểu hiện đó là cái men angiotensinogen 2. Đây chính là cái cửa ngõ mà virus nó bám vào nó tấn công và chúng ta biết rằng tinh hoàn là cái nơi mà sản xuất ra testosterone và sản xuất ra tinh trùng. Nó tấn công ngay vào cái nhà máy sản xuất như vậy thì chắc chắn là làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của tinh trùng. Thứ hai là với những tinh trùng mà đã sản xuất ra thì virus nó tấn công vào tuyến tiền liệt. Mà vi virus mà tấn công vào tuyến tiền liệt thì ảnh hưởng cả đến chất lượng của những cái con tinh trùng mà đã sản xuất ra trước đó. Nên như vậy là thông qua nhiều cơ chế thì virus làm giảm số lượng và giảm chất lượng của tinh trùng. Có một cái thực tế là trong cũng như là hậu Covid-19 thì nhiều người trong số chúng ta sẽ cảm thấy rất là áp lực và căng thẳng không kể nữ giới hay nam giới ạ. À, vậy thì không biết là cái yếu tố tâm lý có phải là yếu tố cộng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục không ạ? Câu hỏi này xin được dành cho bác sĩ Anh Tú. Khi mà đại dịch xảy ra thì đúng đây là một cái dịch mà chưa bao giờ có tiền lệ ở trên thế giới. Và ngay cả bản thân chính chúng ta ở đây cũng nhận thấy đó là cuộc sống của chúng ta đã thay đổi như thế nào. Thế thì khi mà cuộc sống chúng ta thay đổi như vậy đương nhiên đó là đặt một cái vấn đề là cái áp lực tâm lý của chúng ta nó gây ra các cái áp lực vô hình mà đôi khi chúng ta lại không thể chia sẻ với người gần gũi nhất chính là các chị em hay là chính là vợ của mình thế khi mà cái dọn cách ly xã hội đó đối với những bệnh nhân mà đến khám ở tại bệnh viện chúng tôi ngay sau cái thời điểm đấy các bệnh nhân ghi nhận một cái trường hợp nó gọi là giảm ham muốn và cái stress cực kỳ căng thẳng không đạt được các cái khoái cảm như ngày xưa chứng tỏ các cái stress tâm lý đó nó vẫn hằn sâu ở bên trong mỗi người đàn ông của chúng ta Vậy thì có cách nào để có thể hạn chế những cái ảnh hưởng của COVID-19 lên sức khỏe tình dục không ạ? À, xin mời bác sĩ Minh Ngọc. Vâng. Yếu tố tâm lý ở đây rất là quan trọng. Người ta ước tính là có tới 40% nam giới trầm cảm là bị rối loạn giảm ham muốn và 20% nam giới trầm cảm là bị rối loạn về xuất tinh. Thế thì muốn mà đầu tiên để cải thiện để nâng cao cái sức khỏe, hạn chế cái tối đa tác hại của COVID thì chúng ta phải chú ý về vấn đề tâm lý chúng ta hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho mình. Thứ hai là chúng ta trong thời gian mà bị covid hoặc là hậu covid thì chúng ta hãy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý và nếu mà tình trạng hậu covid kéo dài thì chúng ta nên đi khám những cái cơ sở chuyên khoa uy tín để tìm ra những cái nguyên nhân và điều trị sớm để có kết quả tốt nhất. Với những anh nào mà cảm thấy khó nói, ngại chia sẻ với những người vợ của mình thì có thể là đi gặp các bác sĩ chuyên khoa để có thể cởi mở hơn về mặt tâm lý Vâng ạ, thế thì bác sĩ Anh Tú có lời khuyên như thế nào không ạ? Đó là khi mà gặp bất kỳ một vấn đề gì về sức khỏe sinh lý sinh sản Các bạn nên gặp với lại chuyên gia Để chúng tôi có thể trợ giúp các bạn một cách sớm nhất Đừng để đến lúc nó muộn quá Thì đến lúc là thật sự là sẽ rất là khó cho cả chúng tôi Và khó cho cả quá trình điều trị của bệnh nhân nữa Thì đối với chúng tôi, đầu tiên chúng tôi lắng nghe Và chúng tôi sẽ phân tích bằng cái chuyên môn của chúng tôi Để xem ra là trường hợp này chúng ta nên can thiệp vấn đề gì hoặc là qua các xét nghiệm chúng tôi nhận thấy đó là cái hàm lượng testosterone của các anh bị giảm chẳng hạn. Chúng tôi có thể bổ sung thêm bằng thuốc hoặc là các cái thực phẩm hỗ trợ. Nào yếu tố tâm lý, yếu tố thuốc và các yếu tố khác mình kết hợp vào qua lối sống, qua cách sinh hoạt. Thì các cái hiệu quả dần 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 mình sẽ lấy lại được cái phong độ của mình. Thưa bác sĩ, có phải là đến khi mà mắc Covid-19 thì nam giới mới quan tâm đến vấn đề này hay không? Trước đây thực ra cái tỷ lệ mà rối loạn chức năng tình dục của nam giới rất là cao. Dạ. Chứ không phải ít nhưng mà nhiều người chúng ta ngại, chúng ta e ngại, chúng ta xấu hổ, chúng ta không dám đi khám. Nhưng thực sự nó rất là quan trọng, quan trọng không chỉ cho cái sức khỏe chung mà nó còn quan trọng cho cả đời sống tình dục. Một lý do đơn giản như vậy nhưng mà chúng ta lại không khám cho nó không điều trị, dẫn đến đổ vỡ hôn nhân vì những nguyên nhân đấy hoàn toàn của chúng ta có thể đảo ngược lại được. Nếu mà chúng ta có bất kỳ cái dấu loạn nào thì chúng ta hãy mạnh dạn đến những chuyên gia chúng ta khám. Chúng ta hãy coi đơn giản nó uh, giống như là bệnh lý ở các các cái cơ, cơ quan khác thôi không không có gì là xấu hổ em ngại cả và chúng tôi sẽ nhìn nhận dưới cái góc độ chuyên môn do đó thì tôi khuyên là dù do nguyên nhân gì chúng ta hãy đến khám và điều trị sớm vâng ạ khi mà nhắc đến vấn đề hiếm muộn ở nam giới thì xin bác sĩ anh tú cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ cái vấn đề hiếm muộn về nam giới thì chúng ta đã gặp từ cách đây rất lâu rồi nhưng mà có vẻ như là cái sự quan tâm của cái dư luận xã hội dành cho cái vấn đề hiếm muộn về phía nam thật sự là chưa nhiều Chúng tôi nhận thấy đó là phần lớn các cặp vợ chồng đi khám về vấn đề hiếm muộn tại bệnh viện của chúng tôi Thì phần lớn ở đây đó là do các chị em dẫn chồng đi và yêu cầu chồng mình là phải đi theo để kiểm tra Chứ còn để mà các anh gọi là các anh chủ động đi khám Thì thật sự là cũng chiếm một phần rất là nhỏ thôi à, Vậy thì không biết là các anh nam giới à, khi nào mà chúng ta có những cái dấu hiệu à, Cảm thấy mình bị hiếm muộn thì cần phải đi thăm khám ạ Xin bác sĩ câu trả lời ạ Thì trước tiên là À, tôi khuyên là thứ nhất là cái đối tượng đi thăm khám đó là đối tượng tiền hôn nhân, Bằng. cái việc thăm khám tiền hôn nhân là rất quan trọng và gần như nó là thành thường quy ở các cái nước tiên tiến rồi nhưng mà nước chúng ta thì không phải ai cũng có cái cũng có cái nhận thức này, cái khám tiền hôn nhân thì nếu mà phát hiện cái vấn đề gì mà sớm mà trục chặt thì chúng ta sẽ xử lý luôn. Thứ hai đó là những cái trường hợp đó là hiếm muộn có thể là nguyên phát có thể là thứ phát chúng ta cũng đến để khám. Thứ ba là chúng ta tự phát hiện chúng ta tự kiểm tra thấy người mình có những cái bất thường bình thường thì nam giới có hai bên tinh hoàn ở trong biểu nhưng chúng ta lại thấy có một bên thôi hoặc có anh thì lại chẳng thấy bên nào thì chúng ta cũng phải đi khám hoặc là sau một cái chấn thương một cái va đập một cái phẫu thuật liên quan đến vùng bẹn bìu hoặc là chúng ta có chuẩn bị điều trị ung thư chúng ta phải tia xạ hóa chất chúng ta cũng phải đến khám ở ngoài ra một số bệnh nhân chúng ta làm làm việc trong cái môi trường hết sức độc hại môi trường hóa chất rồi môi trường ô nhiễm thì chúng ta cũng nên đi khám kiểm tra chất lượng tinh trùng để có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Vâng thưa bác sĩ, à, có thể nói tinh trùng hay còn gọi nôm na là con giống là phương tiện để à, giúp cho nam giới có thể duy trì nói giống. À, tuy nhiên thì tôi nghe nói là có trường hợp nam giới thì không có tinh trùng. Vậy trong trường hợp này nam giới có thể có con được hay không? ạ? Và nếu có thì chúng ta cần phải dùng những cái biện pháp can thiệp như thế nào? ạ? Vâng, thì cái vấn đề là khi mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta khó có con thì lúc đấy chúng ta mới đến các cơ sở chuyên khoa về sinh sản hỗ trợ sinh sản để chúng ta thử tinh dịch đồ và qua quá trình chúng ta thử tinh dịch đồ đó chúng ta mới phát hiện là trong cái tinh dịch của chúng ta không có một con tinh trùng nào cả đấy chính là cái khái niệm cơ bản nhất về vô tinh có nghĩa là không có tinh trùng thế nhưng để mà chẩn đoán được xác định có nghĩa là chẩn đoán chắc chắn ca này không có tinh trùng thì chúng ta phải thử ít nhất là hai lần làm tinh dịch đồ tại cùng một cơ sở y tế đó với cùng các điều kiện như nhau thì lúc đó chúng ta mới có thể kết luận được là trường hợp này là không có tinh trùng tại bản thân bệnh viện chúng tôi thì với những trường hợp vô sinh do nguyên nhân về phía nam giới mà lo cái gọi là không có tinh trùng trong thanh dịch nó chiếm tỷ lệ khá là cao có thể đến 40% thậm chí là hơn đối với những trường hợp mà vô sinh do nguyên nhân từ phía nam thế để để chẩn đoán cái trường hợp gọi là vô tinh này thì có rất nhiều cách để mà chúng ta tìm nguyên nhân có thể là vô tinh do gọi là vô tinh bế tắc chẳng hạn Bế tắc có nghĩa là tinh hoàn vẫn sản sinh ra được tinh trùng bình thường, nhưng cái con tinh trùng đó dù một nguyên nhân nào đó nó không thể ra được bên ngoài. Thì với những trường hợp đó chúng ta sẽ phải lấy con tinh trùng đấy ra và thực hiện cái nó gọi là thụ tinh ống nghiệm. Với những trường hợp khác, ví dụ như ở đây gọi là vô tinh không bế tắc. Vô tinh không bế tắc có nghĩa là cái đường dẫn của chúng ta hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cái con tinh trùng đó vì một lý do nào đó nó không thể đến được với cái đường dẫn đấy. Có thể là do nguyên nhân từ phía tinh hoàn chẳng hạn. Cái tinh hoàn của chúng ta nó không sinh tinh hoặc nguyên nhân từ phía chỉ huy từ trên não có một bất thường gì đó về nội tiết hay là nguyên nhân về phía di truyền mà cái con tinh trùng đó nó không được sinh ra hoặc là nó sinh ra một cách không trọn vẹn dù nguyên nhân đó là gì thì chúng ta đều có chung một cái gọi là cái thuật ngữ nó gọi là vô tinh và tùy theo ra là cái trường hợp của bạn vô tinh do cái nguyên nhân nào thì lúc đó các bác sĩ các chuyên gia như tôi bác sĩ ngọc sẽ tư vấn cho các bạn xem là với trường hợp của mình thì nên thực hiện thêm các cái gì để tìm nguyên nhân hoặc là chúng ta nên thực hiện cái phương án nào để chúng ta sớm đón được con yêu một cách sớm nhất dạ vâng ạ xin cảm ơn những thông tin từ hai bác sĩ hiện nay thì chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage cũng như youtube của kênh truyền hình vtc 14 và nền tảng vtc now chúng tôi cũng có nhận được những cái lượt tương tác và những câu hỏi của các quý vị khán giả quan tâm tới chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều câu hỏi gửi tới cho hai bác sĩ thùy dương xin được đọc những câu hỏi này ạ vâng ạ à, chủ tài khoản Facebook là Hai Thịnh đã gửi câu hỏi với nội dung như sau ạ à, trước tôi có khám năm khoa, bác sĩ chẩn đoán là tôi bị giãn tĩnh mạch thường tinh à, tôi được tư vấn phẫu thuật vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh nhưng chưa thực hiện à, sau này thì tôi có mắc covid tôi xin hỏi là nếu như vậy thì tình trạng của tôi có thể tăng nặng thêm hay không và cái chất lượng tinh binh có thể bị ảnh hưởng hay không ạ đến hiện nay chưa có cái nghiên cứu nào cho thấy giãn tĩnh mạch tinh ở những bệnh nhân mà mắc covid ấy. Nó nặng hơn so với những cái bệnh nhân mà chỉ giãn tĩnh mạch tinh mà không mắc covid. Tuy nhiên thì tôi cho rằng hiện nay thì uh, có những cái cơ chế nhất định, nó có liên quan đó là cái con covid này ngoài tấn công vào những cái tế bào thì nó còn ảnh hưởng đến cả cái mạch máu nữa, ảnh hưởng đến cái nội mô của thành mạch và do đó là cho cái thành mạch nó dễ bị tổn thương hơn. Nếu mà anh đang bị cái bệnh giãn mạch tinh thì cái thành mạch nó đã tổn thương sẵn rồi, mà nhân cái cơ hội covid này thì có thể là nó sẽ nặng lên. thì tôi khuyên là bạn nên đến viện để thực hiện cái xét nghiệm và nếu có chỉ định thì chúng ta sẽ nên cắt sớm, phát sớm để cái chất lượng tinh trùng được tăng lên. Đó, câu hỏi tiếp theo của một khán giả ở Hà Nội ạ, đã gửi đến câu hỏi cho chương trình như sau. Thông thường quy trình khám hiếm muộn ở nam giới gồm có những bước nào? Tôi thấy rất lo lắng vì những biểu hiện hiếm muộn như bác sĩ phân tích. Vậy thì tôi định đi khám một mình trước thì có được hay không? Thì hay, hay là cần có cả vợ ạ? Vì thú thật là tôi cũng cảm thấy ngại muốn biết tình trạng của mình trước sau đó mới bàn với vợ sau à, Xin bác sĩ anh Tú cho tôi lời khuyên Anh có thể đến khám vào bất kỳ lúc nào Bất kỳ lúc nào cũng được miễn làm sao mà anh kiêng đủ khoảng tầm 3 đến 5 ngày không xuất tinh Thì chúng tôi tiến hành một cái nó gọi là siêu âm tinh hoàn thường quy Cái siêu âm tinh hoàn đó giúp chúng tôi đánh giá được gần như có thể đến hơn một nửa Hoặc thậm chí là phần lớn các bệnh lý thường gặp nhất có thể gây vô sinh hiếm muộn và gây yếu sinh lý đó có thể là giãn tĩnh mạch tinh đó có thể là nguyên nhân do quay bị gây teo tinh hoàn hoặc thậm chí là cái covid hoặc là các nguyên nhân khác phối hợp cùng với covid nó tấn công vào tinh hoàn thì các cái đó chúng ta có thể phát hiện là phần lớn các bệnh là do cái siêu âm khi mà anh đi khám về các vấn đề gọi là vô sinh hiếm muộn bao giờ chúng tôi cũng khuyên là nên đi khám với lại một cặp vợ chồng khi mà đi khám vô sinh hiếm muộn nam thì chỉ cần đăng ký này chúng ta chuẩn bị một tâm lý thoải mái thoải mái để đảm bảo đến nơi chúng ta phải lấy được cái mẫu tinh trùng một cách tốt nhất. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho bác sĩ Minh Ngọc. À, đây là một câu hỏi của một quý vị khán giả. Câu hỏi như sau ạ. Nam giờ hiếm muộn do vô tinh muốn có con bắt buộc phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm phải không ạ? À, tôi muốn biết rõ quy trình thực hiện như thế nào ạ. Thứ nhất nam giới vô tinh ấy, chúng ta phải chẩn đoán ít nhất là hai mẫu tinh dịch không có tinh trùng. Thứ hai ấy, là muốn có con ấy, có phải thụ tinh hay không? Thì câu trả lời là còn tùy vào cái nguyên nhân gây vô tinh cho bạn. Ví dụ bạn thuộc vào cái nhóm nguyên nhân gây vô tinh do tắc nghẽn mà cái đường tắc đấy chúng ta có thể phẫu thuật, chúng ta có thể can thiệp nối thông được thì hoàn toàn sau này bạn có thể có thai được tự nhiên mà không cần là phải thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên với những cái nguyên nhân gây vô tinh mà không tắc nghẽn và chúng ta không thể đảo ngược lại được thì chúng ta phải cần can thiệp đó là thủ tinh ống nghiệm. Cái vấn đề bây giờ đặt ra đó là lấy tinh trùng ở đâu ra? Lấy tinh trùng ở đâu ra thì tùy vào cái nguyên nhân của bạn. Nếu bạn tắc nghẽn thì bác sĩ sẽ đến là một cái thủ thuật đó là chọc hút tinh trùng ra và chúng ta sẽ làm tinh ống nghiệm. Còn nếu mà nguyên nhân do không tắc nghẽn thì chúng ta thông thường phải đến phải cần đến một cái phương pháp đó là mộ microTC. Mộ microTC là một cái phương pháp hết sức là hiện đại và mới được áp dụng mấy năm gần đây thôi để tìm tinh trùng. À, câu hỏi cuối cùng của chương trình xin được nhờ bác sĩ trả lời cho chị Nguyễn Hằng ạ. À, dạo gần đây tôi để ý thấy chồng xuất tinh có ra máu, tôi nghĩ do COVID-19 ảnh hưởng dù anh ấy đi khám nhưng mà anh ấy cứ ậm ừ cho qua à, bác sĩ cho hỏi là tình trạng của chồng tôi là như thế nào có ảnh hưởng đến việc có con sau này hay không à, xin mời bác sĩ anh tú giải đáp ạ cái trường hợp xuất tinh ra máu đó có thể rất nhiều nguyên nhân bất kỳ một cái sang chấn nào một cái chấn thương nào vào suốt cái đường dẫn tinh từ tinh hoàn ra đến bên ngoài nó đều gây ra các tình trạng gọi là xuất tinh ra máu đó có thể nó là do khi chúng ta quan hệ có thể có một cái cái nó gọi là vi chấn thương nó gây trật cái niêm mạc ra thôi thì khi mà lúc mình xuất tinh kèm theo cái sự co bóp của cái niệu đạo nó cũng làm cho tinh dịch phọt ra mạnh quá nó làm đứt vỡ các cái mạch máu ở đó gây ra máu lẫn trong tinh dịch ngoài nguyên nhân chấn thương thì cái nguyên nhân hay gặp thứ hai ở đây đó là nguyên nhân do viêm cũng như là dọc cái đường dẫn tinh đó nó có thể viêm từ bên trong tinh hoàn viêm từ bên trong màu tinh và cái hay gặp nhất ở đây nó là viêm của túi tinh viêm của túi tinh là cái nơi mà chúng ta thấy gọi là có phần lớn cái lượng tinh dịch nó tiết ra từ cái vị trí này thì khi bất kỳ một cái viêm của cái vị trí đó nó gây một cái gọi là sung huyết sung huyết đó nó làm ra mạch máu nó rất nhạy cảm và rất dễ vỡ khi mà chúng ta co bóp các cái cơ để xuất tinh nó đẩy do cái dòng tinh ra mạnh quá thì rất dễ làm vỡ các mạch máu này và một nguyên nhân khác cũng chúng tôi cũng hay gặp ở đây đó gọi là giãn tĩnh mạch niệu đạo nôm na nó là cái vị trí tiền liệt tuyến như bác sĩ ngọc vừa chia sẻ nó cũng rất là nhạy cảm nó nhạy cảm với lại các tác nhân bên ngoài ví dụ như là bản thân là cái con virus SARS-CoV đã được tìm thấy tại vị trí này Thế thì khi mà nó đã nhạy cảm với các cái tác nhân bên ngoài như thế thì bất kỳ một cái yếu tố nào gây viêm đó có tác động vào tiền liệt tuyến nó cũng có thể gây ra các trường hợp gọi là xuất tinh ra máu Tuy nhiên cái xuất tinh ra máu nó có thể là một cái dấu hiệu tiền triệu của một cái triệu chứng nó gọi là ung thư Ung thư suốt cái dọc đường sinh sản nó cũng có thể gây ra cái tình trạng gọi là xuất tinh ra máu Như vậy thì quan trọng ở đây là chúng ta biết là cái nguyên nhân của mình đó là gì có điều trị được hay không và có các biện pháp nào để chúng ta loại trừ cái gọi là nguyên nhân xấu nhất đó là ung thư. À, thưa quý vị và các bạn có thể nói là hai vị chuyên gia của chúng tôi đã mang lại những kiến thức vô cùng hữu ích về vấn đề vô sinh hiếm muộn ở nam giới và đặc biệt là hậu Covid-19. Từ đó cũng giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có thêm à, những thông tin để có thể hiểu rõ hơn về thực trạng này và từ đó có hướng điều trị cho chính mình. Và thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình sống khỏe của chúng tôi cũng xin được khép lại Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị và các bạn Chúng ta đã có thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe tình dục Cũng như là vấn đề vô sinh ở Nam giới Cũng như là chúng ta sẽ có những phương pháp tiếp cận một cách hiệu quả nhất Thùy Dân cũng xin được gửi tới cho quý vị một thông tin hữu ích là Từ ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Sẽ tổ chức chương trình Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc năm 2022, chủ đề là trao yêu thương, nhận hạnh phúc. Theo đó thì nhiều ưu đãi, hỗ trợ miễn phí sẽ được bệnh viện dành tặng cho các khách hàng khi thăm khám, điều trị hiếm muộn tại bệnh viện. Quý vị khán giả có nhu cầu có thể gọi điện vào số điện thoại 024 3634 3636 để được đăng ký và được tư vấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.